quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đẩy mạnh tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19. Ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư, phát động chương trình Triệu túi an sinh chung tay phòng chống dịch COVID-19. Phú Yên, lao động tự do khu vực nông thôn phấn khởi khi nhận hỗ trợ theo nghị quyết 68. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, tỉnh Lâm Đồng không ghi nhận ca mắc COVID mới. Hiện toàn tỉnh đã có 232 trên 273 trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi và ra viện. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly 4.163 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 101 trường hợp, có 41 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị. Cách ly tập trung 1.935 trường hợp và cách ly tại nhà 2.127 trường hợp. Tổng số xét nghiệm test nhanh toàn tỉnh là 221.215 trường hợp. Số xét nghiệm test nhanh ngày hôm qua 18 tháng 9 là 2.918 trường hợp. Không phát hiện trường hợp nào dương tính. Hiện nay, dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, là xuất hiện biến chủng mới Delta. Vì vậy, người dân không được chủ quan, cần nêu cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 18 giờ chiều ngày 18 tháng 9, tỉnh Lâm Đồng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhiều đối tượng, đạt tỷ lệ gần 75%. Hiện toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được 159.502 người, trong đó mũi 1 đã tiêm được 115.758 người, mũi 2 đã tiêm được 43.744 người, đạt tỷ lệ 75%. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 11 trên địa bàn toàn tỉnh, với số vaccine được Bộ Y tế phân bổ là 19.292 liều để tiêm cho các đối tượng, người trên 65 tuổi, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi và bà mẹ đang cho con bú, lái xe, phụ xe liên tỉnh đường dài, giáo viên ở một số địa phương, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, người lao động tại các công ty trọng yếu, các khu công nghiệp và các đơn vị dịch vụ thiết yếu. Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà vừa hoàn thành tiêm 1.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn huyện chỉ trong một ngày duy nhất. Các đối tượng được tiêm vaccine đợt này là các đối tượng ưu tiên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, loại vaccine AstraZeneca trong đợt 2 ngày 19 đến 20 tháng 6 và những người cao tuổi, đối tượng chính sách, người có bệnh lý nền. Để đẩy nhanh tiến độ cũng như bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm chủng, Lâm Hà đã tổ chức tiêm vaccine tại 3 địa điểm là nhà thi đấu đa năng, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, trạm y tế thị trấn Nam Bang và nhà văn hóa xã Tân Hà. Để đảm bảo công bằng, khách quan, đúng đối tượng, toàn bộ những người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đều nằm trong danh sách được lập và phê duyệt từ trước. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên y tế giám sát, theo dõi, thực hiện các bước phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Qua đánh giá, 100% người có trong danh sách đã đến tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng địa điểm, thời gian quy định và được tiêm chủng an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19. Ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư, phát động chương trình Triệu túi an sinh chung tay phòng chống dịch COVID-19 là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị số 11 ngày 17 tháng 9 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức dạy học trong năm học mới 2021-2022 một cách an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng phó với đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với yêu cầu đảm bảo an toàn trường học, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ban ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Trong đó nhấn mạnh đến một số nội dung. Thực hiện linh hoạt, phù hợp và đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên học tập, vừa đảm bảo sức khỏe và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục rà soát hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và đào tạo từ xa. Phát triển nguồn học liệu điện tử, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên, đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến và đào tạo từ xa, quan tâm sâu sát cụ thể đến điều kiện triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, đặc biệt là lớp 1, lớp 2 và lớp 6, biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo đúng lộ trình của sách giáo khoa mới, tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung, thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tinh thần ở đâu có học sinh, ở đâu có giáo viên, nhưng phải sắp xếp khoa học, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng quá tải học sinh tại các khu vực trung tâm. Tổ chức rà soát các điểm trường, trường học không đảm bảo an toàn, không phù hợp với quy định về khoảng cách và tiêu chuẩn dạy học, có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, để có kế hoạch sắp xếp lại, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, quán triệt thông tin truyền thông trong toàn ngành và phụ huynh học sinh để hiểu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với thông điệp tất cả vì tương lai con em chúng ta. Hướng dẫn các gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ em, học sinh sinh viên đảm bảo an toàn hiệu quả trong thời gian học trực tuyến. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị, kịp thời khen thưởng tôn vinh các tổ chức cá nhân có sáng kiến giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh phòng chống đại dịch COVID-19. Thực hiện việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các cấp học bậc học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời có phương án huy động xã hội hóa và các nguồn lực xã hội khác theo quy định pháp luật để bù vào các khoản chi phí do miễn học phí cho học sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, tính toán sắp xếp thời gian, lựa chọn hình thức và phương pháp tổ chức dạy học ở từng trường, từng cấp học bậc học, trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 nếu học trực tiếp. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở ban ngành, cơ quan, địa phương đơn vị liên quan tổ chức rà soát triển khai thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, vận động các sở ban ngành đoàn thể, cơ quan, địa phương đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát phủ sóng tất cả các khu dân cư, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đảm bảo không còn vùng lõm sóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời miễn giảm cước viễn thông cho các trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh. 86 học sinh và phụ huynh đi cùng từ vùng dịch COVID-19 thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã được thành phố Đà Lạt tổ chức đón về địa phương vào chiều ngày 17 tháng 9 trên những chuyến xe ô tô giường nằm thuộc nhà xe Phương Trang. Đây là hoạt động đã được thành phố Đà Lạt lên phương án kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có nguyện vọng trở về địa phương để bắt đầu năm học mới 2021-2022. Ngay sau khi về tới thành phố Đà Lạt, học sinh và phụ huynh được đưa thẳng đến khu cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc khu ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt để cách ly theo quy định. Trước khi vào nhận phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Lạt đã tổ chức test COVID-19 đối với mỗi học sinh và phụ huynh theo quy định. Đồng thời điều tra dịch tễ để kịp thời phát hiện trường hợp người đã từng tiếp xúc với F0 hoặc dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã được chữa khỏi, để có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Và sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, các em học sinh và phụ huynh sẽ tiếp tục tự cách ly ở nhà theo quy định phòng dịch. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức thống kê, lập danh sách nguyện vọng của các học sinh và phụ huynh từ các vùng đang có dịch bệnh COVID-19 trở về thành phố Đà Lạt
để lên kế hoạch đón nhận đảm bảo thuận lợi cũng như an toàn phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, bước vào năm học mới 2021-2022, ngành giáo dục đào tạo huyện Đam Sơn đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đảm bảo công tác phòng chống dịch và sẵn sàng phương án dạy và học trong năm học này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trường mầm non thôn 5 xã Roman, huyện Đam Sơn, một trong những điểm trường với 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Bước vào năm học mới, cán bộ, giáo viên học sinh của nhà trường hết sức vui mừng khi được ngành giáo dục đầu tư nâng cấp sửa chữa mới toàn bộ trường lớp khang trang, sạch đẹp, tạo khí thế động lực cho năm học mới. Đại diện nhà trường cho biết, năm học này ngoài việc huy động 100% trẻ đến lớp, trường còn chủ động xây dựng phương án dạy và học một cách cụ thể trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhà trường ngay từ trong đầu tháng 8, nhà trường cũng đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên để thực hiện cái công tác vệ sinh trường lớp, và đồng thời nhà trường cũng sửa chữa cơ sở vật chất, và đến thời điểm này thì mọi các cái công tác chuẩn bị nhà trường đã chuẩn bị tương đối là ổn, và đến giờ phút này thì cũng sẵn sàng để mà đón các cháu vào lớp được rồi. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và thành lập cái ban chỉ đạo và chuẩn bị mọi các cái phương án để mà khi mà trẻ đến trường có cái phương án như là chuẩn bị các cái điều kiện như là máy đo thân nhiệt, rồi khẩu trang và sát khuẩn. Thì cái đấy lúc nào nhà trường cũng sẵn sàng, và trong cái quá trình mà cán bộ giáo viên đến trường làm việc thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc cái 5K đấy. Năm học 2021-2022, huyện Đam Sơn có trên 15.000 học sinh theo học ở 37 trường ở 4 cấp học, trong đó 32 trường do Phòng Giáo dục Đào tạo huyện quản lý. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học, ngay từ trước đó, ngành giáo dục huyện Đam Sơn đã tích cực chỉ đạo các trường rà soát thống kê toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp để có phương án đầu tư sửa chữa, kịp thời đáp ứng cho công tác dạy và học. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc chuẩn bị trường lớp, phòng học, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho năm học. Để chuẩn bị cho năm học mới thì nhà trường đã chuẩn bị như là các phòng học đầy đủ, mỗi lớp một phòng. Nhà trường cũng đã chuẩn bị như là sách giáo khoa cho các em. Cơ bản là phụ huynh đăng ký mua. Còn những em nào khó khăn thì nhà trường sẽ hỗ trợ. Về dịch bệnh hiện tại thì đang phức tạp, thì nhà trường sẽ là thực hiện về việc là phun khử khuẩn cũng như là thực hiện 5K cho học sinh. Nếu như mà tình hình dịch bệnh xảy ra thì nhà trường cũng đang có phương án là kết nối Facebook, Zalo đối với một số phụ huynh có điều kiện, còn lại có thể là giao bài về từng em ở từng nhà cho các em. Đối với huyện Đam Rông nói chung và đối với trường Trung học cơ sở Vi Liêm nói riêng thì đến giờ phút này thì được sự quan tâm mà rất sát sao của các anh lãnh đạo huyện cũng như các đồng chí ở phòng giáo dục, thì nhà trường đến giờ phút này là đối với nhà trường thì là hàng năm các anh lãnh đạo cấp trên đã cung cấp trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất là tương đối đầy đủ để cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Cùng với đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên tùy vào điều kiện thực tế để các trường chuẩn bị phương án cho năm học như bố trí máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, xây dựng lịch học, khung thời gian hợp lý cho học sinh vào học cũng như lúc tan trường. Mặt khác, đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, các trường còn xây dựng phương án riêng để vừa đảm bảo công tác giảng dạy học tập, vừa chủ động phòng dịch. Về cái công tác phòng chống dịch ấy, chúng tôi đây thì giáo viên trẻ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với học sinh. Khó khăn nhất đó là về cái cơ sở hạ tầng, điều kiện phụ huynh như máy tính bảng, máy laptop để học trực tuyến rất là khó khăn. Thì bậc học trung học cơ sở máy đã đáp ứng khoảng 10% trên phương án của chúng tôi, thì hy vọng dịch sẽ lắng xuống thì cơ bản là dạy học trực tiếp. Trong cái khó khăn nhất của học sinh vô lớp 1 đó là có cái chương trình bồi dưỡng tiếng Việt cho các em trước khi vô lớp 1 đối với học sinh dân tộc thiểu số, thì chúng tôi đã triển khai vào giai đoạn dịch lắng xuống vào tháng 7. Tuy nhiên thì triển khai được một tuần thì dịch bùng phát diễn biến phức tạp nên chúng tôi dừng lại. Thì về cái kế hoạch bồi dưỡng học sinh tiếng Việt cho học sinh lớp 1
thì chúng tôi sẽ đảm bảo theo cái 5K đồng hành cùng với học chính khóa và bồi dưỡng tiếng Việt trong cái thời gian khi có lịch học cụ thể. Thực hiện nhiệm vụ kép trong điều kiện vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Song với sự linh động, chủ động của ngành giáo dục đào tạo địa phương, năm học này, huyện Đam Rông sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương. Sáng 19 tháng 9, Đoàn Thanh niên Phường 3 phối hợp với Đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ tư năm 2021, phát động chương trình Triệu túi an sinh chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong toàn thể đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động thiết thực mà Thành đoàn Đà Lạt triển khai đến tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố, trong đó Phường 3 được chọn làm điểm để thực hiện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù thời tiết sáng nay có mưa và khá lạnh, nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện, gần 30 đoàn viên thanh niên đại diện cho gần 173 đoàn viên của phường 3 và đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng đã hăng hái tham gia Ngày Chủ nhật Xanh. Hai đơn vị đã tặng 70 phần quà cho các bạn đoàn viên và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau buổi lễ ra quân, các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã phân công cụ thể từng phần việc chăm sóc dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, trang trí lại cảnh quan tại công trình thanh niên ở chân đèo Ren và triển khai tăng cường thanh niên về trực chốt tại 19 tổ dân phố đảm bảo vùng xanh an toàn. Tất cả đều tuân thủ phòng chống dịch COVID-19 với thông điệp 5K. Là một đoàn viên thanh niên thì em thấy đây là một hoạt động có ý nghĩa vào mỗi chủ nhật hàng tháng. Đây là cơ hội để giúp cho bọn em có thể phát huy tinh thần của thanh niên, phát huy chương trình chịu túi an sinh, giúp đỡ cho người dân vào mùa dịch Covid này. Tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các phần việc nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên tại các tổ chi đoàn, tổ dân phố và các chi đoàn trường học chức năng thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng và trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các phần việc của thanh niên nhưng mà gắn liền với thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những công trình thanh niên do đoàn phường 3 đảm nhận sẽ góp phần cùng thành phố Đà Lạt phát triển trở thành đô thị xanh, đô thị sinh thái. Những hành động nhỏ nhưng mang tính nhân văn như chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế thông qua chương trình Triệu Núi An Sinh mang một ý nghĩa rất lớn, thôi thúc trách nhiệm của mỗi đoàn viên với cộng đồng xã hội. Về phía Thành đoàn Đà Lạt thì cũng đã phát động triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Lạt để đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ tư tại địa bàn các phường xã. Đối với về các cái hoạt động vận động thanh niên thì các cơ sở cũng đã vận động rất là tốt. Thành đoàn cũng rất là mong muốn là các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện về cuộc sống cộng đồng để làm sao cho các cái hoạt động an sinh xã hội cũng như là cái hoạt động ra quân bảo vệ môi trường thì nó được tiếp tục thực hiện trong các thời gian tới để làm bảo cho cái công tác đoàn cũng như là phong trào thanh thiếu niên của thành phố sẽ tiếp tục đạt được những cái mục đích đã đề ra. Ngày Chủ nhật Xanh là một trong những hoạt động thường niên do đoàn phường 3 tổ chức và hành động vì môi trường của các bạn đoàn viên thanh niên có sức lan tỏa thuyết phục lớn đối với người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố không rác, sáng, xanh, sạch đẹp. Thông qua mỗi chương trình, đoàn phường cũng kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên ra sức chung tay vì cộng đồng xã hội, hoàn thành nhiệm vụ triệu núi an sinh, giúp những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Nhiều địa phương dự báo hụt ngân sách. Phú Yên, lao động tự do khu vực nông thôn phấn khởi khi nhận hỗ trợ theo nghị quyết 68. Bộ Công Thương cho biết nhiều tỉnh, thành phố phải tiếp tục thực hiện giãn cách, khiến chuỗi cung ứng nhiều nhóm ngành hàng bị đứt gãy, ảnh hưởng tiêu cực đến xuất nhập khẩu. Trong khi đó, nhiều đối tác đã chuyển đơn hàng sang nước khác. Hiện chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Công Thương, dịch COVID-19 đã khiến hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đơn vị phải dừng hoạt động, khiến chỉ số sản xuất của Bến Tre giảm 60,1%, Đồng Tháp giảm 59,1%, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 49,2%, Hà Nội giảm 6,4%. Nếu tình trạng này không được cải thiện với những giải pháp hiệu quả, sẽ dẫn tới tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.
Theo báo cáo mới công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Đông Nam Bộ có thể tăng trưởng âm. Hai trung tâm sản xuất lớn của vùng và cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Tổng thu ngân sách năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh dự báo khó đạt 100% dự toán. Tháng 8, số thu ngân sách bình quân của thành phố chỉ đạt 800 tỷ đồng một ngày và tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 9 năm 2021. Cũng là địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, năm 2021 thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội dự kiến hụt hơn 11,5 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch 251 ngàn tỷ đồng đã đề ra. 8 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng, Khánh Hòa mới thu đạt 67% dự toán thu ngân sách năm 2021, thấp hơn bình quân cả nước 77%. Thưa quý vị và các bạn, vừa chống dịch vừa linh hoạt trong quá trình triển khai nghị quyết 68 của chính phủ. Vì thế, đến thời điểm này, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở nhiều địa phương đã nhận được khoản hỗ trợ theo quy định. Khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đúng thời điểm đã giúp người dân phần nào ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Làm nghề thợ hồ, tiền công trả theo ngày nên khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở làng quê này, ông Lê Ngọc Diệp bị mất nguồn thu nhập, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Sau khi địa phương hết phong tỏa, dù chưa tìm lại được việc làm, nhưng lúc này nhận được hỗ trợ gần 1 triệu đồng, ông Diệp đã bớt phần lo lắng về khoản chi phí sinh hoạt gia đình trước mắt. Đỡ mua cái gạo rồi mì tôm rồi các thứ lặt vặt đỡ sinh hoạt hàng ngày đỡ tôi ăn, coi như tôi nhận được số tiền này là tôi cũng rất là mừng. Đấy, tôi cảm ơn hết tất cả. Giờ trước mắt mua thức ăn cho bò, nuôi bò với đồ ăn cho bà gia đình, cảm ơn bà nhà nước hỗ trợ cho bà con cũng cảm ơn. Xác định khoản hỗ trợ theo nghị quyết 68 không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, mà còn giúp người lao động bớt đi phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, làm ngưng trệ nhiều hoạt động sản xuất. Ngoài việc tiến hành xác minh nhanh các đối tượng thụ hưởng, ưu tiên hoàn thành thủ tục giải ngân một cách sớm nhất, tỉnh Phú Yên đã trích ngân sách ứng trước 57 tỷ đồng để doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động và các địa phương hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự do. Phối hợp với các cơ quan đơn vị và ủy ban các xã thị trấn là lập danh sách nhận diện nhanh. Trên cơ sở danh sách lập diện nhanh này là các xã thị trấn là bắt đầu bóc tách những cái đối tượng mà đủ điều kiện thì hướng dẫn người ta họ lập hồ sơ. Sau khi lập hồ sơ xong là tiến hành họp xét ngay. Vì mục tiêu là không bỏ sót đối tượng và không sai sót. Tỉnh đã có một cái quyết định tạm ứng cho các địa phương với tổng kinh phí khoảng 54 tỷ đồng cho các địa phương. Chính vì vậy, sau khi có quyết định thì các địa phương sẽ giải ngân ngay lập tức. Có những trường hợp là quyết định buổi sáng là buổi chiều đã chi trả rồi. Cho nên cái việc là tổ chức chi trả giải ngân hỗ trợ cho bà con, cái này là không lo, tỉnh không lo. Bởi vì đã có sẵn kinh phí thì sau khi có quyết định là chi trả liền cho đối tượng. Đến thời điểm hiện tại đã có 11 trên 12 nhóm đối tượng với gần 50.000 người trong diện hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ tại tỉnh Phú Yên được hoàn thành thủ tục hồ sơ để nhận tiền. Với phương châm tiền được giải ngân tới đâu, địa phương chi trả ngay tới đó. Khoản hỗ trợ này, dù không lớn, nhưng với mỗi gia đình, đây chính là động lực lớn để bà con vượt qua khó khăn dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.